Xin chào các bạn, mình đến từ Winneshop. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một trong những loại mic đang hot nhất hiện nay, đó chính là mic SD10. SD10 là phiên bản mới nhất của dòng micro Bluetooth đình đám trên thị trường. Đây là thiết bị giúp kết nối với điện thoại smartphone thông qua sóng Bluetooth. SD10 kế thừa tất cả các tính năng sản phẩm đàn anh, tuy nhiên thì có sự sáng tạo về mặt thiết kế. Đầu tiên thì chúng ta có thể thấy đó là các góc cạnh được vát tròn, tạo cảm giác hiện đại, sang trọng. Sự khác biệt trên thân mic đó là được bọc thêm hai lớp nhựa giúp cầm không bị trơn trượt. Khi kết nối xong rồi, bạn có thể vào chiếc điện thoại bật nhạc online hoặc offline bất kỳ. Các bạn có thể nghe thấy chất lượng âm thanh rất tuyệt hảo. Cuối cùng chúc các bạn một ngày vui vẻ, gia đình bạn bè với chiếc mic karaoke.